sống xã hội theo một góc nhìn mới, đa chiều, thẳng thắn, cởi mở, bất ngờ. Chuyện cuối tuần với đạo diễn Lê Hoàng. Chào các bạn, đây là chương trình Chuyện cuối tuần trên kênh VTV9 của Đài Truyền Việt Nam. Tối nay chúng ta sẽ gặp một cô gái rất là xinh đẹp, Hoa hậu Nhật Hà. Dạ, em chào anh Lê Hoàng, chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện cuối tuần. Hà chuyển giới cách đây bao nhiêu năm hả? Em chuyển giới cách đây 4 năm. Cái chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là một cái điều rất là thoải mái và hơi đặc biệt. Đó là những thăng trầm của một người chuyển giới. Đầu tiên là cái giọng của Hà rất là nữ tính. Là cái giọng này nó có từ đầu hay là Hà phải rèn luyện mới có được? Thật ra là giọng này là giọng nói bẩm sinh. Nhưng mà em thì cũng có ý thức về cái việc giữ giọng ấy. Nên là em không có la hét nhiều. Và Hà đạt một cái gọi là một cái danh hiệu hoa hậu trong một cái cuộc thi như thế nào? Năm 2018 thì chị Hương Giang có mua một cái bản quyền của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế Việt Nam. Thì cái đó là cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam. Thì năm đấy là em đạt giải Hoa hậu và em đại diện cho Việt Nam đi thi ở bên Thái Lan. Thì trong cuộc thi ở Thái Lan đó thì Hà đạt giải nào? Năm đấy thì em đi qua Thái Lan thi thì em đạt được top 6. Thật ra khi mà em theo dõi cuộc thi đó thì cũng không phải là mới đây hay là cái thành công của chị Giang đâu. Em theo dõi cuộc thi đó rất là lâu rồi. Và em thấy là chất lượng thí sinh thì thật sự là ở rất là nhiều những quốc gia mà ví dụ như những quốc gia mà đã quá nổi tiếng về người chuyển giới á, như là Thái Lan hay là một số nước châu Á thì em thấy họ rất là đẹp. Nhưng mà em không nghĩ là cái năm của em những cái thí sinh đến từ những cái quốc gia như là Bắc Âu nè hay là châu Âu, châu Mỹ thì họ cũng xinh đẹp và cũng mềm mại nữ tính như vậy. Và em không ngờ là cái năm của em là cái chất lượng thí sinh nó lại đồng đều và nó mạnh tới như thế. Hồi đầu em thi em cũng rất là ý. Nhưng mà khi mà em qua bên đấy á thì bắt đầu cũng hơi chùng bước một chút. Nhưng mà mình nghĩ là mình không có gì phải sợ hết. Tại vì mình đại diện cho không chỉ cho bản thân mình mà cho những người yêu thương mình nữa. Nên là em cố gắng hết sức. Hà sinh ra trong một gia đình ở đâu ạ? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Cái học thức của Hà là sao? Em tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị khách sạn. Rồi sau đó có học thêm ở đâu không? Sau đó thì cơ duyên đưa em đến nghệ thuật và hiện tại bây giờ em vẫn hoạt động nghệ thuật. Lúc trước và bây giờ thì em cũng vẫn hoạt động người mẫu. Và bên cạnh đó thì em đang trau dồi diễn xuất để lấn sân sang thời điểm. Sao nói rằng là Hà có học một cái gì ở Hàn Quốc mà, có không? Lúc đấy là em có kế hoạch để đi du học. Thì tất cả mọi thứ hồ sơ đã ready hết rồi. Và chuẩn bị để đi học thôi, nhưng mà vô tình cái thời điểm đó là cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam tổ chức. Trước đó em có hoạt động người mẫu nhưng mà chỉ là âm thầm và không có công khai cái giới tính thật của mình. Tại vì em biết là cái việc người chuyển giới để hoạt động nghệ thuật nó rất là hạn chế. Và cũng có rất là nhiều cái trường hợp họ vịnh vào cái vấn đề đó để hạn chế những cái show diễn của mình. Nên là em cũng không có muốn nhiều người biết. Nhưng mà cái thời điểm đó thì em nghĩ là tuổi trẻ mình cũng chỉ đến có một lần thôi. Nên là em không có muốn bỏ phí một cái cơ hội nào hết. Nên là em đến cuộc thi để em thỏa cái niềm đam mê tuổi trẻ của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em cũng muốn khẳng định cho mọi người thấy cái hình ảnh của người chuyển giới nó không như mọi người nghĩ. Tại vì trước giờ thì em thấy là người ta chỉ mặc định đóng khung người chuyển giới là những cái người mà rất là đốt chát nè. Rất là kiểu có nhiều người thì họ không có được may mắn, không có đủ điều kiện như mình, thì họ phải ở những cái tầng lớp khá là thấp. Thì em đến đó để em cho người ta thấy một cái thế hệ của người trẻ bây giờ cũng đã tiến bộ rất là nhiều. Và hình ảnh của người chuyển giới cũng đã đẹp hơn rất là nhiều rồi. Nghĩa là Hà muốn chứng minh là người chuyển giới có cái văn hóa, nói thật lòng là có một cái sự thành công trong xã hội và có sự sang trọng trong cư xử. Cái là nói chung là một cái tầng lớp đáng kính trọng. Cái quyết định chuyển giới đến với Hà có khó khăn lắm không? Hay là có những con người như Hương Giang hay là Cindy Trái Tài hoặc Lâm Chí Khanh ấy, thì làm cho Hà có một cái quyết tâm hơn? Hay là thật ra cái điều đó Hà đã chọn từ trước rồi? Ngay từ nhỏ em không có suy nghĩ là sau này em sẽ làm con gái. Nhưng mà em cảm thấy mọi thứ nó đến một cách rất là tự nhiên. Giống như từ bé thì em đã rất là ngại tiếp xúc với các bạn nam khác rồi. Và em cũng có những cái tiết học ngoại khóa thì ví dụ như học bơi chẳng hạn, em rất là ngại phô bày cái cơ thể mình ra. Em sống giống như một cô gái từ nhỏ rồi. Nhưng mà em lại không có suy nghĩ đó. Nhưng mà tới khi mà bắt đầu vào cái lứa tuổi mình cũng dần mình trưởng thành rồi á, thì em thấy nó có cái sự khác biệt trong cái tâm sinh lý của em.
Nên là em mới tìm hiểu là thật ra em không phải là người đồng tính mà lại là một người có xu hướng chuyển giới. Tại vì cái tâm hồn của mình, tất cả mọi thứ, suy nghĩ, tình yêu, tất cả mọi thứ nó là của một người con gái, chỉ là cái cơ thể của mình nó sai thôi. Nó là Hà ở trong hình hài con trai đến tận năm bao nhiêu tuổi? Dạ, năm 19 tuổi. 19 tuổi vẫn là trong hình hài một cậu con trai. Dạ vâng. Nhưng mà trong mắt gia đình, trong mắt cha mẹ thì Hà là cô là con gái hay con trai đến năm bao nhiêu tuổi? Dạ con trai. Hà vẫn là con trai trong mắt gia đình cho đến tận năm 19 tuổi. Dạ. Nên là cha mẹ vẫn yên tâm với điều đấy. Dạ. Tại vì cha mẹ em thì giống như là ở những cái thế hệ trước á, người ta sẽ không có cái suy nghĩ quá nhiều về cái tâm sinh lý của con. Họ sẽ nghĩ là có thể lúc nhỏ nó như thế nhưng mà lớn có thể nó sẽ khác. Đúng rồi. Dạ vâng. Nên là ba mẹ em không có quan tâm nhiều vấn đề đó, nhưng mà rất là đinh ninh em là một người con trai nha. Thế hả? Dạ. Nhưng mà mọi thứ em thể hiện ra, tất cả mọi người xung quanh họ đều có cảm giác được là em khác với người con trai khác. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn đinh ninh vào cái điều đó và đặc biệt là rất là đặt hy vọng vào em. Vậy thì cái quyết định chuyển giới đó là Hà giấu gia đình hay là tự mình đi? Dạ, bị phát hiện. Bị phát hiện là như thế nào? Nghĩa là trốn đi bị phát hiện, bị bắt về hay là làm xong rồi mới bị phát hiện? Tức là em có cái mong muốn đó nhưng mà em không có nói với ai hết. Tại vì anh Hoàng biết không, giống như lúc trước em hay xem phim hay là em đọc báo á, là khi mà cái trường hợp đó mà xảy ra thì gia đình là một là bắt đi thầy bùa nè, rồi bắt đi chữa bệnh nè. Đó thì em rất là sợ cái vấn đề đó. Nên là em giấu, với lại em sợ là sẽ bị ngăn cản. Tại em cái thời điểm đó giống như là mới lớn mà mọi thứ nó quyết liệt lắm. Nên là em không có, em đặc biệt luôn là em giấu nhẹm luôn. Nhưng mà giống như là đi học thì vẫn trang điểm nhẹ nhẹ đấy, là con trai nhưng trang điểm nhẹ nhẹ. Kiểu vẫn trang điểm bạn bè nó nghi không, nó có trêu chọc á? Thì nói chung bạn em thì cũng biết rồi. Dạ, cũng feel được là đó giờ là chơi theo kiểu là con gái chơi với em thì giống như là chị em gái vậy á. Thế hả? Dạ. Chỉ có gia đình em thì em không hiểu lý do tại sao lại cứ đinh đinh em là con trai. Thế hả? Thì cái lúc đấy làm về thì giống như mẹ cũng có nói nhiều lần rồi, sao mà kiểu con trai mà sao cứ trang điểm hoài á. Thì em mới nói là ủa thì lúc trước thì cũng chối bay chối biến là thì bây giờ mấy cái người mà người ta hoạt động nghệ thuật đó người ta cũng trang điểm thì con trai trang điểm bình thường thôi, đâu có gì đâu. Lúc đó thì giống như là mẹ quạo luôn rồi. Cái sau mẹ mới nói là tại sao sinh ra là con trai mà tại sao lại cứ làm những cái điều như vậy. Nhìn nó rất là kỳ cục. Thì lúc đó em mới bắt đầu mình bật lại luôn. Tại mình cũng bị ức chế lâu rồi. Cái sau mẹ mới bật lại, mới bảo là thì là do mẹ sinh con ra con đã là như vậy. Thì lúc đó mẹ mới bắt đầu là ba mới kêu là thôi cho đi chơi thể thao đi cho nó khỏe, cho nó mạnh, cho nó men lên. Thì lúc đó thì nó hết thôi. Còn mẹ em thì suy nghĩ là sẽ cho đi khám bác sĩ. Thì lúc đó là em bắt đầu em sợ rồi. Em nghĩ là bắt đầu là có thể là bi kịch nó sẽ tới với gia đình mình. Nên là em trốn tránh cũng một khoảng thời gian á. Nên là lúc đó là bắt đầu tự tìm tòi sử dụng thuốc như thế nào. Rồi cũng bắt đầu tiết kiệm tiền. Đấy. Thì bắt đầu mẹ mới thấy như vậy, mẹ cũng sợ là lỡ mà dùng những cái thuốc đó không biết là nó có tốt hay không, hay là nó có tác dụng phụ, nó hại tới sức khỏe hay không. Thì lúc đó mẹ em mới quyết định là nói vấn đề đó, nói thẳng với em luôn, trao đổi thẳng thắn với nhau. Thì lúc đó là em bảo là em có mong muốn trở thành con gái. Thì lúc đó là mẹ em mới có cái quyết định là sẽ đồng hành với em trên cái con đường đó. Vậy là khi em đi chuyển giới ở đâu vậy hả? Dạ, ở Thái Lan. Đi rồi mẹ đi theo à? Dạ, mẹ em đi theo khoảng mười mấy ngày là mẹ em phải về. Tại vì còn công việc ở Việt Nam, lúc mà cái cơ thể em bắt đầu nó cũng hơi khỏe rồi. Tại vì bên đấy cũng có người chăm em, nên là mẹ em đi theo. Cái cuộc phẫu thuật ấy kéo dài trong bao lâu hả? Từ lúc sang đến lúc phẫu thuật cho lúc về là bao lâu? Dạ, 21 ngày. 21 ngày là một người con trai đi và 21 ngày sau là một người con gái về. Dạ, trước đó thì em có một năm em sống trong hình hài của một con gái. Bắt đầu em để tóc dài, em ăn mặc như con gái và em sử dụng hormone trong vòng một năm đầu. Tại vì cái khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian là để cho mình hiểu được là mình có thật sự mình mong muốn mình làm con gái hay không. Tại vì cái nội tiết tố anh nó làm thay đổi không chỉ cái vẻ bề ngoài của mình mà còn về cái cách suy nghĩ tâm sinh lý của mình nữa.
thì em có phẫu thuật nó gọi là toàn diện không? Bởi vì có những phẫu thuật chuyển giới thì có nhiều cấp độ lắm, đúng không? Dạ. Thì em có là toàn diện không? Dạ, em đã phẫu thuật hoàn toàn. Thế à? Thế hỏi một câu hơi riêng tư, nó có đau không hả? Thật ra thì... Bởi vì có nhiều người nói cũng khủng khiếp lắm á. Dạ. Vượt qua cái đấy cũng ghê lắm, có đúng không? Chắc có thể em hơi trâu. Thế à? Không thấy sao à? Nói chung là vẫn có những cái đau đớn, vẫn có nhiều khi mà giống như mình cảm thấy là cái tâm sinh lý của mình nó thay đổi đột ngột lắm anh. Yeah. Nên là có những lúc ví dụ như bình thường hai người bạn giỡn với nhau, ok bây giờ thôi tao không chơi mày nữa, thôi là em khóc đó. Tại sao? Em nằm em khóc tức tưởi luôn mà em không biết lý do tại sao. Giống như là cái cơ thể của mình, giống như là khi mà phẫu thuật á, yeah, thì cái lượng hormone nó mất đi đột ngột. Thì cơ thể của mình không có kịp thích nghi, thì lúc đó nó bắt đầu... Tâm lý mình không kịp thích nghi đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là có rất là nhiều trường hợp sau phẫu thuật họ sẽ bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Dạ. Yeah. Thì ở thời điểm đó em cũng rơi vào trạng thái đó. Nhưng mà từ từ thì bắt đầu cơ thể mình nó điều tiết trở lại thì nó bình thường hơn. Nhưng mà cái tâm lý trầm cảm đôi khi nó vẫn lặp đi lặp lại. Trời ơi, một cái sự biến chuyển rất là ghê trong cơ thể như vậy và cả tâm lý nữa. Trước đấy có thăm dò hay là có sự gì không? Hay là chỉ cần trên mạng thôi rồi đi luôn? Thật ra thì em có đi theo một cái dịch vụ là người ta chuyên dẫn người qua đấy để phẫu thuật. Yeah. Thì người ta đã có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà mọi thứ mình cũng bỡ ngỡ lắm. Tại vì anh biết là mình qua bên đó lần đầu tiên em đi ra nước ngoài luôn. Thế à? Nhưng mà không có thời gian để thích nghi một cái gì hết. Qua coi như là, gần như là từ sân bay đến thẳng bệnh viện luôn hả? Dạ. Yeah. Qua là cứ làm là đưa thủ tục vào là làm liên tục vậy. Tại vì lúc đấy là em vẫn còn đi học á, thì em chỉ có cái khoảng thời gian hè để em nghỉ thôi. Mà nghỉ hè thì chỉ được 3 tháng thôi. Nên là em phải làm mọi thứ cho nó liên tục như thế thì em mới có thể tới trường được. Thế khi em về như vậy em thấy cái sự đón nhận của xã hội có thế nào? Bởi vì em có chuẩn bị rồi. Em có chuẩn bị, nghĩa là trước đây em có giữ hình hài của một cô gái rồi đúng không? Dạ. Thành ra cũng không được quá sốc phải không? Dạ, thật ra không ai biết á. Thế à? Không ai biết, chỉ có những người mà thân với em là họ mới biết là em đi sang Thái để em phẫu thuật thôi. Còn mọi người xung quanh hầu như là người ta không biết. Như vậy có nghĩa là trước khi đi em đã vẫn có một hình hài cô gái rất mạnh, để đến mức độ là người ta không nhận ra. Chứ còn ví dụ thế này này, ngày xưa anh nhớ anh có gặp Cindy Thái Tài hồi chưa chuyển giới. Dạ. Thì là hoàn toàn là người con trai, từ tóc ngắn cho cái hồi đó. Bởi vì anh làm ở Hãng Phim Giải Phóng mà Cindy hồi đó là hay đi đến để make up cho các nghệ sĩ mà. Thì là một người con trai. Mà khi mà Cindy về thì hoàn toàn ngược, hoàn toàn thay đổi. Nhưng em thì trước đây em đã để trong hình hài con gái rồi. Chứ cái việc mà em chuyển giới nó không bị sốc về ngoại hình phải không? Dạ đúng rồi. Thật ra lúc trước khi mà em còn làm con trai á, thì cũng có một số người họ đinh ninh em là lesbian. Tại vì cái giọng nói của em á, nó làm cho người ta liên tưởng là cái người này là một cô gái. Và người ta không có một cái gì đó, người ta nghĩ là chắc có thể là theo kiểu tomboy gì đó thôi. Yeah. Nên là lúc đấy thì cũng giống như anh nói, người ta không có quá sốc. Gia đình em có mấy người con hả? Dạ, có em và một chị gái nữa. Chi phí để một cái chuyển giới như vậy có mắc không ạ? Có, nói chung một cái người bình thường có chịu nổi không? Thật ra em thấy với cái mức chi phí đó thì cũng tương đối là cao. Yeah. Và cũng tùy cái mức độ mà mỗi người. Tất nhiên mỗi, yeah, mỗi người ta sẽ có cái nhu cầu khác nhau. Giống như em thì tổng chi phí, tại vì em chỉ có phẫu thuật chuyển giới thôi, là tầm 150 triệu. 50 triệu tiền Việt. 150 triệu. 150 triệu tiền Việt cách đây 4 năm. Yeah. Thế chi phí ấy cũng có thể chịu được. Yeah. Bởi vì rất nhiều người họ không biết, họ muốn làm á mà không hiểu là tiền là bao nhiêu, thì làm ở đâu, là như thế nào, những câu hỏi rất là trong đầu họ nó đủ thứ mà. Trước đây em có yêu ai không? Và sau đó thì nó như thế, có yêu ai không? Và cái tình yêu, bây giờ ví dụ như em gặp một người con trai, thì em sẽ cư xử một cách rất bình thường, hay là em sẽ nói ngay ra là em sẽ là người chuyển giới? Trước đây thì em sẽ giấu nha. Thế à? Dạ. Cái khoảng thời gian mà khi em làm con gái á, em không muốn ai biết về cái quá khứ của em. Có thể là có nhiều người ta biết thì ok em sẽ không chối. Nhưng mà nếu như mà để mà em công khai thì chắc chắn em sẽ không bao giờ em nói. Tại vì lúc đó giống như là mình bị mất tự tin vào bản thân mình đó. Em không nghĩ là sẽ có một người nào đó chấp nhận được em. Yeah. Nên là lúc đó em rất là sợ cái việc là phải đối mặt với cái việc đó. Và
minh chứng rõ ràng nhất là cái mối tình đầu. Mối tình đầu. Dạ, khi mà người ta biết được em là người chuyển giới, tại vì em hồi đầu em không nói, nhưng mà sau này thì em có thú nhận với người đó là như vậy, thì người đó chia tay. Thì lúc đấy là khi cái mối tình đầu đó là em đã phẫu thuật chưa? Dạ, đã phẫu thuật rồi đúng không? Dạ đúng. Em thấy anh sốc toàn tập. Thế à? Dạ. Sốc toàn tập. Dạ vâng. Cái kiểu giống như là tất cả mọi thứ, tình cảm, tâm tư người ta đặt dồn vào mình, nhưng với điều kiện mình là một cô gái thôi. Còn nếu như mà khi mà anh biết về cái quá khứ của em, về cái việc mà em là người chuyển giới, thì em cảm thấy anh không chấp nhận được. Nhưng mà cái sự không chấp nhận đấy nó có sao nhỉ? Nó có mãnh liệt, nó có hơi theo em là nó dạ, hơi nó có bị tiêu cực không? Nó hơi bị tiêu cực không? Hay là nó là một cái sự ngạc nhiên, sau đó là một cái sự không, anh không hiểu là nếu mà mình gặp một cô gái người yêu và đến một phút nào đó cô ấy tiết lộ thì mình sẽ như thế nào, mình chưa đặt ở hoàn cảnh đấy, nhưng mà anh không đoán được là người con trai đó sẽ có hành động như thế nào. Em thì em thấy là giống như cuộc đời của em nó tương đối là may mắn, nhiều thứ lắm. Về cái chuyện tình cảm, và đặc biệt là trong cái mối tình đó, thì cái người bạn trai của em á là chỉ là kiểu là họ sốc thôi. Và nhưng mà cư xử với em vẫn rất là văn minh. Nhưng mà có một số người và một số trường hợp em biết á, là khi mà người ta phát hiện ra được cái điều đó, giống như là cái điều đó, họ cảm như mình lừa đảo. Dạ đúng rồi, kiểu nó kinh khủng lắm. Thậm chí là có nhiều người họ bị đánh nữa cơ. Thôi thì quá đáng. Đấy, nên là em thấy có rất là nhiều những trường hợp như vậy. Và theo em cảm thấy là người chuyển giới trong cái vấn đề tình cảm thì họ cũng chịu rất là nhiều thiệt thòi. Em thì em hoàn toàn có ý định đăng ký rồi, kết hôn thì lấy lập gia đình bình thường đúng không? Dạ vâng. Thì điều đó mình buộc phải nói thật thôi đúng không? Dạ đúng. Và phải nói thật trước khi cưới thật lời, chứ không thể để lâu được, vì để lâu thì không cái chuyện này. Dạ đương nhiên rồi. Không, nhưng mà khi em đã lên truyền hình như thế này thì người ta sẽ biết thôi. Có nghĩa là bây giờ thì em sẽ nhẹ nhõm hơn, là ai đến với em bây giờ là biết rồi. Em sẽ không còn phải cái tình trạng là suy nghĩ lúc nào nói ra nữa. Nhưng công bằng của nó thì về hình thức thì em là một cô rất là đẹp. Cái đấy mới oai oăm chứ, đúng không? Anh tin em ra đường thì chắc là nhiều anh tán tỉnh, chiều cao thì vóc dáng tất cả các thứ, giọng nói không có một cái gì để mà nghi ngờ cả. Em cảm ơn anh. Cũng có rất là nhiều cái trường hợp như vậy rồi, nhưng mà kể từ khi mà người ta biết được cái cô Đỗ Nhật Hà là ai, và người ta biết được là em làm công việc gì, em là ai trong cái cuộc sống này, thì em thấy giống như là mình nhẹ nhõm và mình tự tin lắm. Bây giờ nghĩa là em không còn phải bị thấp thỏm nữa. Bây giờ là tôi là như vậy, ai chấp nhận, ai hiểu thì đến, không thì thôi, đúng không? Chứ tôi không còn bị tình trạng là người ta đến với mình mà tôi cứ thấp thỏm nữa. Mà kiểu chẳng làm gì sai. Đúng rồi, chẳng làm gì sai. Làm sao? Nhưng mà từ hồi đó rồi em đã có một cái mối tình nào nữa chưa hả? Em cũng có một cái mối tình sau này, nhưng mà cái người đấy thì chia tay là do cái quan điểm của hai người không phù hợp, chứ không phải vấn đề kia. Dạ đúng. Em có cảm giác là một người con trai Việt Nam thì sẽ khó chấp nhận điều này hơn một người con trai ngoại quốc không? Hay là em không thấy thế? Em cảm thấy cái tình hình chung nó không chỉ ở đàn ông Việt Nam mà là của đàn ông châu Á. Tại vì cũng có rất là nhiều người họ sẽ sống theo một cái quỹ đạo giống như vậy anh, giống như là ở Việt Nam đi, thì tới một cái lứa tuổi nào đó người ta cũng sẽ kết hôn, người ta cũng sẽ lập gia đình, có con, có cái. Thì giống như là những cái người xung quanh của họ giống như một cái hệ sinh thái giống như vậy luôn. Thì họ sẽ không có một cái điều gì mà họ phải có dây vào một cái mối tình của một cái cô gái chuyển giới hết. Theo em cảm nhận là như vậy. Và đặc biệt là những cái người mà đàn ông châu Á thì cái vấn đề mà về con nói giỏi á, nó vẫn lớn. Nên là em cảm thấy là những người giống như em, và đặc biệt là bản thân em luôn, em thích những người mà có cái tư tưởng của phương Tây nhiều hơn. Nên em nghĩ là mặc dù không định trước được, em có cảm giác chắc là em sẽ lấy một người chồng ngoại quốc chứ. Và phương Tây chứ. Có thể, nhưng mà cũng không biết được nói trước được cái điều gì hết. Tại vì ở trong cái cộng đồng này, và đặc biệt là có một số những cái người chuyển giới khác đó, thì họ vẫn có được cái tình yêu và hạnh phúc rất là lâu dài. Chắc chắn là sẽ có hạnh phúc thôi, không có vấn đề gì phải lo lắng đâu. Nhưng mà điều quan trọng nữa là thật ra đấy, cái hạnh phúc nó còn ngoại hình và sinh lý ra, nó còn phụ thuộc vào cái văn hóa của mình nữa. Có cảm giác là em học hành rất là tử tế đúng không? Cũng rất là may, tại vì từ bé là ba mẹ rất là định hình cho em là cái việc tiếp cận giáo dục. Nên là em từ đó tới giờ em không bao giờ có cái suy nghĩ là em sẽ bỏ học giữa chừng. Có thể là
trong cái quá trình mà em chuyển giới thì cũng có rất nhiều khó khăn. Ví dụ như là khi em đi học thì tên là Nam, nhưng mà ngoại hình tên ngày xưa em tên là gì? Dạ, Minh Tân. Minh Tân. Minh Tân. Bây giờ cái hộ chiếu với cái chứng minh nhân dân em nó ghi cái gì? Vẫn là tên đấy, tại vì vẫn chưa có đổi được. Nên là em cũng gặp một số rắc rối về mặt giấy tờ. Đặc biệt là khi em đi học cũng vậy. Có những người họ rất là hiểu. Và đặc biệt là thầy cô thì cũng có nhiều người hiểu. Nhưng mà có nhiều người là người ta lại không hiểu. Có một số người chuyển giới á, sau đó họ phải làm những cái nghề, nói thật lòng là nó là để kiếm sống. Ví dụ họ hát tâm ma, rồi họ đi biểu diễn thời trang, rồi họ đi làm lô tô các thứ. Thì đấy là sao, do hoàn cảnh kinh tế à, hay là do văn hóa, hay là số phận, hay là do gia đình không chấp nhận mới đẩy họ thành con đường kiếm sống thế? Thực ra thì em cảm thấy ở đâu cũng vậy, không chỉ là trong cái cộng đồng LGBT đâu. Có những người mà người ta được sinh ra trong cái những cái hoàn cảnh tốt, những cái điều kiện tốt, thì người ta sẽ có được những cái điều tốt trong cuộc sống của ta. Cái điều đó là cái điều không thể nào phủ nhận được. Nhưng có một số người thì do cái hoàn cảnh sống người ta không có được may mắn. Đặc biệt là trong cái cộng đồng của em, thì em cảm thấy những cái người chuyển giới đa phần họ đều sinh ra trong những cái hoàn cảnh tương đối là khó khăn. Em không nói không phải là tất cả, nhưng mà đa số là như thế. Nên là họ bắt buộc họ phải có những cái điều mà họ phải mưu sinh. Người ta tìm những cái người đó đến những cái đám ma, đám cưới để làm cái gì? Để mua vui, đúng không? Thì bắt buộc người ta vì đồng tiền, vì cái mưu sinh của người ta phải làm như vậy. Chứ thật ra em cảm thấy không có ai mong muốn mà mình bị đem ra làm trò cười, hay là phải nhận cái sự dè biểu hay là thương xót của ai hết. Thì em cảm thấy em rất là đồng cảm với những người đó. Nhưng mà nếu mà em nghĩ là người ta được sinh ra trong những cái hoàn cảnh tốt thì chắc chắn người ta cũng sẽ tốt hơn. Em nói cũng rất là đúng. Thật ra thì nói là những cái tấm gương như em ấy làm cho xã hội cũng như là những người kia phải suy nghĩ lại. Vì nhìn em tất nhiên là trí thức, bởi vì anh cũng hơi ghét một số phim ảnh ấy, là cứ thế mà cứ có một cái vai đồng giới, chuyển giới hoặc đồng giới là uốn éo, rồi trang điểm lè lè, làm lố lên ấy, để làm trò cười á. Thì cái đấy bây giờ cũng đã thay đổi nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn một số điều. Thành ra là cái đấy cũng là một cái đau lòng, đúng không? Họ hay mang mình ra, là họ hay mang sự kỳ dị của người khác ra làm cái tiết mục á. Cái đó thì hoàn toàn nó không phải là hay. Thứ nhất là cảm ơn em về câu chuyện hôm nay. Nó rất là nhẹ nhàng, nó cũng cảm động, nhưng nó không có quá bi lụy. Vì Hoàng cũng hơi sợ những cái câu chuyện chuyển giới á, hoặc là họ quá, đôi khi nó cũng quá bi thương á, thì mình cũng không thích. Mà hãy bình thường, vì đây là một cái hạnh phúc mà nó gọi là sao nhỉ? Đầu tiên mình cứ nghĩ nó bình thường đã, chứ đừng có nghĩ là nó là cái gì đó. Nó quá khác biệt. Và thứ hai, nó quá khác biệt. Thứ hai nữa là em có một cái ngoại hình mà phải nói là rất có cảm tình, nhẹ nhõm, rồi nói năng tất cả các thứ, không có một cái gì để có thể than phiền. Trước khi chương trình kết thúc thì em có thể có một lời nhắn nhủ gì để cho những các bạn mà có ý định chuyển giới hoặc là sắp chuyển giới, để có niềm tin cho cuộc sống không hả? Thì bản thân em giống như là những gì nãy giờ anh Hoàng cũng chia sẻ, thì em nghĩ trước hết chúng ta cứ nghĩ bản thân mình bình thường cái đi. Mình đừng có nghĩ là mình là một cái cá thể gì đó quá khác biệt. Và từ cái đó thì nó sẽ bắt đầu nó thay đổi cái tư duy của mình. Và để thay đổi được cả một cộng đồng, bắt buộc chúng ta phải thay đổi từ chính bản thân chúng ta. Thì bản thân em là một người cũng đại diện cho thế hệ trẻ. Em cũng rất là cố gắng nỗ lực cho mọi người thấy được những cái hình ảnh nó tốt nhất, nó đẹp nhất cho cái cộng đồng của mình, và đặc biệt là cho cái định kiến về người chuyển giới. Thì em hy vọng tất cả mọi người cũng sẽ giống như thế, và sẽ cố gắng thay đổi mình nhiều hơn, cố gắng trau dồi bản thân mình nhiều hơn, để một khi có được những cái cơ hội, có được những cái điều tốt nó đến với mình, thì mình sẽ nắm bắt được và mình sẽ cho người ta thấy được những hình ảnh đẹp nhất. Cảm ơn em. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta đến đây là hết. Đây là một cái cô gái mà tôi nghĩ rằng là ngoài nhan sắc và ý chí ra thì còn có một cái lòng quyết tâm và một cái kiến thức chúng ta nên khâm phục, và nên dành cho cô ấy một cái lời trân trọng mà tôi nghĩ rằng là rất là xứng đáng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.